Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Majangabi Satanan. Good evening. Xin chào mọi người, buổi tối tốt lành ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Good afternoon for everyone in our church tonight. Akoi Filipino. Look like Filipino, right? Yeah. Tôi thì nhìn rất là giống người Philippines. I still look like a Filipino. Yeah. Năm 2006 thì tôi có đi học ở bên Philippines một năm ở bên đó. In 2006, I come to Filipino and Philippines and stay there is 1 year. Đầu tiên mà tôi ở tại thành phố Kabangkalan gần với Bacolod City ở Negros Occidental. And I stay at Kabangkalan. Kabangkalan. Kabangkalan, yeah. Gần với thành phố Bacolod. And near Bacolod City, yeah. Tôi nhớ một lần nào khi mà tôi ở trên xe buýt để mà tôi đi thăm bạn của tôi. I remember one time when I on the bus and go to visit one of my friends. Thì tôi ngồi kế bên cạnh một anh người Philippines. And I sit near a Filipino. Và lúc đó anh này anh nói gì đó với tôi bằng tiếng Philippines. And he says something to me by Philippines. Nhưng mà tôi quay sang và tôi nói với anh này rằng là no, I'm Vietnamese, I'm not Filipino. Và tôi quay sang nói anh này là tôi là người Việt Nam chứ tôi không phải là người Philippines. Thì anh này anh nói rằng là sinung nghe liền, tức là mày nói xạo. And he says that sinung nghe is mean that you lie. Tại vì anh ấy không có tin rằng là tôi là người Việt Nam. Because he don't believe that I am Vietnamese. Sau đó thì tôi mới cố gắng tôi giải thích rằng là tôi là người sinh viên Việt Nam, tôi qua đây tôi học. And I tried to convince him that I am a college, Vietnamese college, and I'm going here to study. Yeah. Và tôi rất là quý mến người Philippines chúng ta. And I really love Philippines and people of Philippines. Yes, we love Philippines. Yeah, yeah. Chúng tôi yêu Philippines. We are friends, right? Yeah. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn nhất qua Philippines. Việt Nam is the biggest product rice to go to the world. To the Philippines. To the Philippines. Nhưng mà Philippines là nước xuất khẩu bảo lớn nhất cho Việt Nam. But Philippines produce storm for Vietnam is a lot. Nhưng mà chúng ta vẫn là friend. Huh? But we are still friends. Yeah. Buổi tối nay thì tôi nhìn thấy rằng là người Philippines thì chiếm đa số hơn là người Việt Nam. And tonight I see that Philippines snow is more than Vietnamese here tonight. Yeah. Yeah. Người trưởng nhóm của thanh niên thì nhờ tôi chia sẻ một sứ điệp cho thanh niên. And the leaders of the teenagers of the church invite me to share the words of God tonight. Nhưng mà tôi nhìn thấy đa phần là những người trưởng thành ở đây không à? But I see that we are all elders, right? Because buổi tối nay thì tôi sẽ chia sẻ về một cái sứ điệp đó là 8 nguyên tắc chọn mặt đời theo ý muốn của Chúa. Yeah, I will share the message 8 principles to choose the right one according to God's will. Amen. Yeah. Chúng ta biết rằng là hôn nhân là một ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. We all know that marriage is a good thing from God. Và Chúa ngài quan tâm đến những cái cảm xúc và những cái nội tâm con người của chúng ta. And God cares about our feelings and the what's inside us. Và khi Chúa dựng nên muôn vật rất là tốt lành. And when God created a lot of things, everything is a good in a và good Ngài đã dựng nên Adam là một người rất là hoàn hảo. And he created Adam is a perfect person. Và ông đã có một cái công việc đó là trồng và giữ vườn Eden. And he has one job that is a role and
and protect the garden. Và khi mà ông đặt tên cho từng con vật. And when he's named one by one animals. Và ông thấy được các loài vật đều có được có cái, có trống, có mái. And he see that every animals have their partners, that have a female and male. Nhưng mà riêng bản thân ông thì không có con nào giống như mình cả. But himself no one look like him. Yeah, he don't have a partner. Và ông cảm thấy có một cái gì đó nó cô đơn và thiếu sót ở trong mình. And he feel the loneliness in him and yeah, something empty. That's missing. Yeah, empty. Ở trong Sáng Ký đoạn 2 câu 18, lời của Chúa nói rằng là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngài phán rằng loài người ở mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Con lấy tiếng Anh được không? Đây, ông con đọc qua tiếng Việt. À. từ từ nha. Waiting me a little. Genesis 2:18. Yes. The Lord God says, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him." Yeah, và Chúa thấy rằng là khi một người nam cô đơn một mình thì điều đó là không tốt. And God sees that if a man be alone, it's not a good thing. Yeah, tôi muốn biết rằng là ở đây bao nhiêu bạn thanh niên mà chúng ta chưa lập gia đình là xin cho tôi lên cho biết ạ. And who is more than 18 years old already, but didn't have a partner? Can you raise your hand for me? Single. Yeah, single lady, single gentleman. Are you sure single? Yeah, tôi thấy có một số người Philippines cũng là single luôn, tức là chưa có lập gia đình luôn. Yeah, I see some Filipinos is not a single too. Rồi xin chúc mừng quý vị, bởi vì quý vị đã đến đúng được chỗ rồi. And congratulations because you come here tonight is the right choice already. Yeah. Bởi vì Chúa biết được nỗi lòng của chúng ta. Because God know what we need. Và Chúa biết được cái điều gì là tốt nhất cho đời sống của chúng ta. And God know what is the best for us. Người khổ nhất ở trên thế giới này không phải là người nghèo không có tiền. The saddest person in this world is not the person that who don't have money. Nhưng mà người khổ nhất đó là người không có một người người vợ, một người phối ngẫu bên cạnh mình. But the saddest person in this world mà không ai hiểu được mình hết. Is someone that who don't have their partner and don't have anyone that can understand us. Và hôn nhân là một phước hạnh mà Chúa ban cho loài người chúng ta. And marriage is a blessing of God who give for people. Và tôi rất là được phước bởi vì tôi đang có một vợ và hai đứa con. Ba đứa con. And I am blessed by God because I have one wife and three children. Yeah. Và tôi thấy rằng là hôn nhân là một phước hạnh. And I know and I see that marriage is a blessing from God. Yeah. Và đặc biệt điều đó nó đến từ nơi Chúa. And especially marriage, it come from God. Và làm thế nào để chúng ta có thể chọn được đúng người mà Chúa ngài chọn chúng ta? And how can we choose the person that God choose for us? Bởi vì ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy rằng là có nhiều cuộc hôn nhân nó không được phước thật sự và có thể dẫn đến cái sự đổ vỡ. Nowadays we see that a lot of marriage is come from the divorce because it's not working well. It's not work well. Yeah. It's not happy. Yeah, it's not happy. Yeah. Cái điều mà tôi nhìn thấy không phải rằng là Chúa ngài khiến như vậy, nhưng mà bởi vì cớ chúng ta không biết được những nguyên tắc làm thế nào để lúc ban đầu mình có thể chọn được đúng người. The thing I see that God is God don't want us to be not happy like that. And what is not right here is that we don't know how to choose the right partner in the beginning. Chúng ta bị thất bại trong hôn nhân là bởi vì cớ lúc ban đầu mình đã không biết được những nguyên tắc làm thế nào để chọn cho đúng. We fail in marriage because we don't know how to choose the right partner for us in the beginning.
Dạ, nguyên tắc đầu tiên để chúng ta có thể chọn được đúng người mà Chúa chọn cho mình, đó là chúng ta phải đặt để Chúa là số 1. The first one, that how can we choose the right partners is that we need to put God is the number one. Chúa phải là tất cả trong hôn nhân của chúng ta. And God is everything in our marriage. Chúa phải là đấng có quyền ở trên cuộc hôn nhân đó. And God is the God that has power in our marriage. Và cái nguyên tắc đầu tiên này được tìm thấy ở trong Matthew đoạn 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Yeah, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Yeah. Và trong Châm ngôn đoạn 23 câu 26. Châm ngôn đoạn 23 câu 26, lời của Chúa Proverbs 23:26. Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha. My son, give me your heart and let your eye observe my way. Ở trong tiếng Anh thì dùng cái từ đó là dâng lòng con cho cha, dùng cái từ đó là my heart, nói về tình yêu, bởi vì heart nó cũng là biểu tượng của tình yêu, của love. Yeah, because in the English version, the words of God say give, because give is something that you give for people and it's present love in God. Và khi mà tình yêu của chúng ta dâng cho Chúa thì Chúa Ngài sẽ ban phước và dẫn dắt cho chúng ta. And when we give the love of our life for God, God will provide our God will provide us love. Yeah. And when we give the love of our life for God, God will make us happy and give us the best for our marriage. Yeah. Các bạn trẻ, chúng ta đừng đến hội thánh là chỉ để phát sóng rồi chúng ta tìm sóng, chúng ta rà sóng rồi phát sóng lung tung. And young elders come to the church, please don't just send signal, send wrong signal all around to like five random person. Nhưng mà thay vào đó thì chúng ta cứ tìm Chúa, rồi chúng ta sẽ được Chúa Ngài cho cơ hội để chúng ta gặp được đúng người mà chúng ta cần. But instead we can find the words of God and then God will choose for us the right person. Đừng dành nhiều thời gian để chúng ta theo đuổi những con ngựa. Đừng dành nhiều thời gian để chúng ta theo đuổi những con ngựa hả? Tức là đừng có quá mất cái công để mà mình đi tìm những con ngựa, nhưng mà chúng ta phải dành thời gian để đầu tư, để trồng những đồng cỏ xanh tươi, rồi tự khắc những con ngựa đó nó sẽ tìm đến cái đồng cỏ đó. Xem nó chiều tượng dưới chú. Okay. Don't waste time to find a right horse. Find be the one that's who raise the crust for the horse to eat it. Yeah. That's what he said. Khi mà chúng ta dành thời gian để chúng ta tăng trưởng tâm linh ở trong nhà Chúa thì Chúa sẽ đem những người họ tìm kiếm một người tin kính Chúa đến với chúng ta. Nguyên tắc thứ hai đó là không được mang ách chung với người chưa tin. And second thing is that we happen to đúng không? Không được. Chúng ta không được. We have don't take the yoke with the unbeliever. Ở trong sách Corinto thứ nhì đoạn 6 câu 14 cho đến câu số 15. Corinto thứ nhì đoạn 6 câu 14 cho đến 15, lời của Chúa chép thế này: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Do not be unequally yoked with unbelievers, for what partnership hath righteousness with lawlessness? Or what fellowship and light with darkness? What accord has God with Belial? Or what portions the believers share with an unbelievers? Yeah, và đây là nguyên tắc mà chúng ta nếu mà muốn tìm được người ở trong Chúa đúng với mình thì chúng ta cần phải ghi nhớ. And this is something that you have to be for, you have to follow for God that sent a bright version for you. Không phải là cuộc hôn nhân nào trong Chúa cũng đều hạnh phúc. Not every marriage in God is ending happy. Nhưng mà chúng ta cần phải cưới người mà Chúa Ngài chọn cho chúng ta. But we need to marriage
the person that God chose for us. Và điều quan trọng ở đây đó là mình không được phép cưới người chưa tin Chúa. And the most important things right here is that we cannot marry that unbeliever. Dù người đó đã đến hội thánh nhưng mà chưa tin Chúa, even, thì mình cũng đừng vội yêu người đó. Even that person come to the church already but not believe in God, yes, yeah, we don't. Yeah. Hãy để cho người ấy có thời gian để được lớn lên và được kết quả trong Chúa. Please let them have time to grow in the words of God first. Rồi sau đó thì chúng ta mới có thể đặt vấn đề yêu thương sau đó. Then we can love them or dating them. Yeah, bởi vì một người tin kính Chúa thật sự, người đó mới có thể yêu thương người khác một cách thật sự. Because the true believer in of God is my thật sự is really love others. Yeah. Really love they know the right way to love others. Yeah. Ngày hôm nay thì có nhiều con cái Chúa, có một số con cái Chúa họ cưới người ngoài. Nowadays, a lot of believer marriage unbeliever. Bởi vì cớ họ không hiểu được cái nguyên tắc này. Because they don't understand this nguyên tắc là principle. Principle. Và họ lúc ban đầu đưa bạn của mình đến nhà thờ để mà nghe lời Chúa. And when they bring their friends to the church. Rồi bạn của mình cũng tin Chúa. And that friends believe in God. Nhưng mà sau khi cưới thì cái người nam đó lại thay đổi và không còn theo Chúa nữa. But when we they marriage, then that friends didn't believe in God. Mình nghĩ rằng là mình có thể thay đổi được người đó, nhưng mà rốt cuộc người đó đã thay đổi mình. Yeah, and we think that we can change them, but they marriage us and now they is unbeliever, so they change us, not us change them. Yeah, và đó là một cái bẫy rất là ngọt ngào của ma quỷ. And that is a trap of the sweet trap of evil. Và nếu mà chúng ta là người kính sợ Chúa, chúng ta sẽ biết được cái bẫy này. And if we và tránh xa nó. Và if we believe in God, we will know this trap. Yeah. Và nguyên tắc thứ ba để chúng ta chọn được đúng người đó là phải tìm người có đồng một tâm tình và khải tượng với mình. And the first one is choose the one that have the same feeling. The same mindset and the same vision. Mindset. Yeah, the same mindset and vision with us. Yeah. Nếu mà bạn là người được Chúa kêu gọi hoặc là có khải tượng đặc biệt cho Chúa. If you are the one that God call you to do something, or give you a vision, thì bạn phải cần cẩn thận và khôn ngoan để chọn lựa một người bạn đời do Chúa mang tới. And you need to be smart to choose people around you and do Chúa mang tới. Yeah. And choose people that God sent to you. Để cùng với người đó mình có thể hoàn thành được sự kêu gọi của Chúa. And with the people that God sent to you, you can complete the plan that God made for you. Nếu mà mình chọn sai người thì mình sẽ phải hối tiếc bởi vì mình không thể hoàn tất được cái sự kêu gọi và sứ mạng của Chúa. And if we choose the wrong person, we will end up cannot doing what us God plans for us. And we will regret it after. Yes. Yeah. Còn nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng là mình kết hôn là để duy trì nòi giống hoặc là lo những cái việc của thế gian thì chúng ta muốn kết hôn với ai cũng được, không cần phải suy nghĩ. And if the purpose of our marriage, we think that we just want a partner, we think that we just want to have children, you can choose everyone, it doesn't matter who is it. Còn nếu mà chúng ta muốn trở thành một người đặc biệt của Chúa thì chúng ta phải chọn được đúng người đặc biệt. But if we want to be a special person in God, we need to choose our partner carefully. Có một điều thực tế mà tôi nhìn thấy đó là những người mạnh mẽ thì thường hay tìm kiếm những người mạnh mẽ trong thuộc linh. And one thing that I see is that strong people are used to find strong people to marriage. Còn người yếu đuối thuộc linh thì lại tìm kiếm những người yếu đuối thuộc linh giống như mình. And the weak in thuộc linh là spiritual life. Yeah. And the weak in spiritual
it's usually a fire one that's who weak also in spiritual to marriage. Cho nên lời khuyên của tôi đó là đừng bao giờ chúng ta chọn người bạn đời trong lúc mà mình đang yếu đuối thuộc linh. And my tip for you that don't choose a partner for yourself if you are weak in spiritual in right now. Tại vì khi mà mình đang yếu đuối mà mình lại chọn người yêu thì chắc chắn là mình sẽ chọn những cô nàng hot girl chân dài ở trên TikTok hoặc là ở trên Facebook. Yeah, and if we are weak spiritual already, but and we really want to choose a lover for ourselves, maybe we will choose some hot girl, hot boy on TikTok, just like that. Yeah, and Facebook too. Yeah. Chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến những cô nàng tin kính Chúa, thờ phượng Chúa, nhiệt thành, nhiệt huyết ở trong hội thánh đâu. And we will not think about the one that will truly believe in our church. We just think about outsider. Cho nên đó là lời khuyên của tôi, đừng vội đưa ra quyết định yêu hoặc là kết hôn với người nào đang khi mình còn yếu đuối. And that is my advice. If you are weak in spiritual, don't choose your partner. Bởi vì hôn nhân nó là một cái phòng mà chúng ta đã vào rồi là chúng ta không thể ra được. Because marriage is a room that when you go in, you cannot go out. Và nếu mà mình chui vào sai phòng là mình sẽ phải ôm hận cả đời. And if we choose the wrong room, we will regret all our life. Và chức vụ cũng như cuộc đời của chúng ta sẽ bị phá hủy. Chức vụ là the ministry. Yeah, and our ministry and our life will be destroyed. Và nguyên tắc thứ tư ở đây đó là hãy tìm người có lối sống và thói quen phù hợp với mình. And the fourth is find a person have a same lifestyle and habits with us. Và để sống chung với nhau hạnh phúc á, thì cả hai người cần phải có những thói quen và lối sống phù hợp với nhau. To be happy together, that person needs to have like, the same lifestyle and the same hobby. Yeah. Yeah. Suitable to each other. Yeah. Ví dụ như là người mà thích gọn gàng sạch sẽ thì không thể nào sống chung thoải mái với một người sống dơ giấy, bê bối và bừa bộn. For example, if someone who like cleaning, who like that the house needs to be always clean, we cannot marry to someone that's always like dirty and messy. Người siêng năng, tháo vát, hăng hái làm việc thì không thể nào mà sống chung một cách vui vẻ với là một người làm biếng cả ngày chẳng làm gì hết mà ở nhà chỉ thích bấm điện thoại và chơi game mà thôi. And a person that is hardworking and and smart cannot be married to someone that who lazy and stay in bed all day and maybe chatting on the phone and play game. Và nếu mà hai người có lối sống khác nhau như vậy thì họ khó có thể nào có thể sống hòa hợp được với nhau. And if two persons that have two people that have two lifestyle that different like that, they cannot be happy in our marriage, in their marriage. Một số người nghĩ rằng là nếu mà tôi có một lối sống xấu và tôi cưới một người có lối sống tốt hơn tôi thì tôi sẽ được thay đổi giống như người đó. Someone thinks that if I have a bad lifestyle and I marry someone that have good lifestyle, maybe that person can change me to be a better person. Nhưng mà thực tế thì tôi thấy rằng là nó ngược lại với suy nghĩ của những người đó. Thay vì là mình được trở nên tốt hơn giống như người kia thì mình lại kéo cái người kia xuống cái mức độ tệ hại như mình. But I think it's different. It's the opposite that because the bad lifestyle person will make the better person will make the good lifestyle person worse to them like them. Và có nhiều cuộc hôn nhân khốn khổ bởi vì có một người chồng tệ nhưng mà người vợ thì rất là tốt. And a lot of marriage become khốn khổ. Khốn khổ tiếng Anh. Miserable. Yeah, miserable because have a good wife but a bad husband and a good husband and a bad wife. Bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu mà kéo cái người ở dưới hố lên nó sẽ khó hơn là cái người ở dưới hố kéo chúng ta xuống.
Because you can see that if someone fall on the cliff, well, it's harder to pull that person up than that person pull us down. Yeah, tốt nhất đó là chúng ta cần phải tìm người ở trong Chúa và có cùng một một cái mức độ thuộc linh như chúng ta. This is the best way for us to find the good person that suits us in our habits and our lifestyle and is a like have a good spirit. Yes. Yes, a good spirit like us. Và chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ người ấy muốn theo Chúa như chúng ta và phục vụ Chúa như chúng ta hay không, hay là người đó muốn chúng ta làm những việc mà chúng ta không thích sau này. And we have to think and observe carefully if that person have the same faith like us or not, or they just want us to do something that we don't like. Cụ thể trong trường hợp của tôi đó, trước khi mà tôi cưới vợ tôi thì tôi hỏi vợ tôi rằng là em có muốn hầu vị Chúa cùng với anh sau này không? In my case, when I meet my wife, I asked her that, do you want to serve God like me in the future? Và vợ tôi nói rằng là yes. And my wife said yes. Và thấy là tôi biết rằng là đây là người mà Chúa chọn cho mình. And that is the moment I know that God choose this woman for me. Và nàng sau đó thì cũng đã học 2 năm trong trường thánh và đã tốt nghiệp giống như tôi vậy. And she studies in a school in Bible school. Bible school. Yeah, in a Bible school and graduated like. Và đó là hai tâm hồn có chung một lối sống ở trong Chúa. And that is two souls have the same faith and the same lifestyle in God. Bây giờ thì tôi giảng cho thánh nhưng mà vợ tôi ở nhà thì giảng cho 3 đứa con ở nhà. Right now I teach the word of God for you, but at my house my wife teach the word of God for my children. Yeah. Và tôi thấy rằng là chức vụ của vợ tôi còn lớn hơn cả chức vụ của tôi nữa. And I see that the ministry of my wife is bigger than my ministry. Tại vì tôi tin rằng là 3 đứa con của tôi sau này sẽ trở thành 3 mục sư. Because I believe that 3 children that I have will become 3 pastor in the future. Nếu chúng ta không cưới được người có cùng một lối sống thuộc linh như chúng ta sẽ rất là khó để mà dung hòa và hạnh phúc với nhau. If we marriage someone that didn't have the same lifestyle in God, in faith with us, it's hard to be happy for a long time with them. Yeah. Và có một điều mà tôi muốn chia sẻ thêm ở đây đó là giữa hai người mà khác biệt về văn hóa hoặc là bối cảnh sống thì họ sẽ rất là khó để mà hạnh phúc với nhau trong hôn nhân. And I want to add something more that if a two person that's so different about cultures and lifestyle, they will hard to be happy together. Tôi ví dụ như là giữa người đồng bào Kinh với lại người đồng bào miền núi, họ cưới nhau thì họ sẽ sống với nhau rất là khó bởi vì khác biệt về văn hóa. Like example, like the person live in a city and the person live in mountain, it's hard for them to like to people that come together and love each other. Tôi nhìn thấy có những con cây chúa là người Kinh nhưng mà lấy những con cây chúa ở vùng đồng bào người Ê-đê. I see that some people live in city that's come to the mountain and married people living there. Tribal people. Tribal people. Yeah, tribal people. Yeah, tribal people. Yeah. Và họ không có thể hòa hợp được bởi vì cái văn hóa của người ở trên miền núi đó là người nữ họ làm chủ. And they cannot be happy together because on tribal people the woman is the leader. Và đứa con sinh ra là phải lấy họ mẹ. And when the child was born, he will have his last name. Yeah. His mother last name. Yeah, not his father. Yes, in Vietnam. In Vietnam. In the mountain side. Yeah, và có nhiều. Is it happen in Philippines also? No. Oh. Yeah.
Ở bên Philippines thì không có chuyện đó, nhưng mà ở Việt Nam mình thì ở vùng đồng bào thiểu số thì có xảy ra chuyện này. Cho nên nhiều cuộc hôn nhân đã không hạnh phúc là bởi vì họ khác biệt về văn hóa như vậy. And that's why their marriage is not happy because they're different culture, different that much. Thậm chí tôi cũng có một người bạn là người Philippines, anh ấy qua Việt Nam này và truyền giáo. I have a friend from Philippines and he went to Vietnam to evangelize for Vietnamese. Nhưng mà sau đó thì anh này kết hôn với một cô gái Việt Nam, cũng là bạn của tôi. And after that, his marriage, a Vietnamese girl. Và hai người sống với nhau thời gian đầu rất là hạnh phúc. And at the beginning of their marriage, they are super happy together. Họ có hai người con. They have two children. Nhưng mà sau đó thì họ không thể hiểu nhau được bởi vì khác biệt văn hóa và họ đã đổ vỡ. But then they cannot understand each other anymore because the difference of culture. Bởi vì cô này thì tiếng Anh thì cũng không có được giỏi cho lắm. Because the Vietnamese girl, her English is not so good. Và hai người thì khác biệt về tiếng nói với nhau cho nên là không hiểu nhau. And two people difference about language, so they cannot understand each other. Cho nên là nếu mà chúng ta có yêu người Philippines hoặc là người Philippines có yêu người Việt Nam thì chúng ta tốt nhất đó hãy qua bên đất nước của họ sống ít nhất là 2 năm thì chúng ta sẽ hiểu được cái văn hóa và ngôn ngữ của họ. Yeah, and if Vietnamese people want to marry a Filipino people or Filipino want to marry Vietnamese, you at least have to go to their country and live for 2 years to understand their culture and their language. Bởi vì nếu mà chúng ta chưa hiểu được văn hóa của nhau đó thì chúng ta sẽ khó có thể hiểu được người bạn đời của mình. Because if we don't understand the culture of their country, it's hard to understand our partner. Yeah. Quý vị có đồng ý với tôi điều này không ạ? Do you agree with me with this? À, tại vì người Việt Nam trước đây thì tôi suýt chút nữa là tôi cưới một người con gái Philippines. When I was young, I almost married a Filipino girl. Yeah. Nhưng mà bởi vì thiên mệnh rồi, tôi không thể nào mà vượt qua được cái thiên mệnh đó. But because that's God's will already, so I cannot marry her. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất đó là khác biệt về văn hóa. But the most important problem is because of the difference of culture. Phải ít nhất là 2 năm thì mới hiểu được hết văn hóa của đất nước bạn, mà tôi chỉ ở đó có 1 năm thôi. We need to at least live in their country 2 years, but I just live in the Philippines just 1 year. So. Rồi, các bạn người Việt chúng ta có nghe hiểu không? Vietnamese, do you understand what I teaching? Yeah. Okay. Rồi, nguyên tắc thứ năm. Nguyên tắc thứ năm đó là hãy tìm hiểu gia đình của người ấy như thế nào. And number 5 is tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, family background. Find observe their family background. Thông thường thì tính cách của đứa con nó được di truyền từ bố mẹ. Usually the characteristic of a child is from their parent. Nếu mà một người có một bối cảnh gia đình tốt thì người đó sẽ trở thành một người tốt. If someone has a good family background, it means that they highly can become a good person. Người Việt thì có câu đó là lấy vợ kén tông mà lấy chồng thì xem giống. Qua đi, tức là bây giờ mình phải nhìn xem coi người cha người mẹ của người đó như thế nào. So we need to see that their parents is what person people first. Yeah. Xem coi rằng là họ hàng của nhà người đó có nề nếp hay không. Nếu là người nữ thì họ có đảm đang và trung thủy hay không? And observe their families, họ hàng là gì quên này? Yeah, relatives. Yeah, their relatives is good or not? Con trai thì thường chịu ảnh hưởng bởi tính cách của người cha và con gái thì chịu ảnh hưởng tính cách của người mẹ. And the boys usually
observe their father. So they, their characteristic is more like the father and the girls is more like the mother. Nếu mà gia đình của bạn gái có người mẹ tốt, tảo tần, hy sinh, chung thủy, gia đình hạnh phúc thì chắc hẳn chúng ta sẽ có một người bạn gái tuyệt vời. And if the girls have a mother that is a loyalty and work harder and like a wonderful mother, you will have a good girlfriends and a good wife in the future. Nhưng mà nếu mà gia đình của người bạn trai mà lại có người cha hay nhậu nhẹt, bê tha, rồi không chung thủy với mẹ của người đó, thì chúng ta cần phải suy nghĩ lại. And if your boyfriends have a father that is not loyal and smoking, drinking, it's highly that you need to watch that person carefully because maybe he's a bad person like his father. Đó là trong những trường hợp tự nhiên, nhưng mà trong trường hợp trong trường hợp là người con trai đó tin Chúa và không sống bê tha giống như cha của mình. In case that man is believing God and not live like his father, thì Chúa ngài sẽ thay đổi cái người con trai đó và cái người đó sẽ không trở nên giống như cha mẹ của mình. And he, if he's truly believing God, he will, God will change him and he will become a better person, not like his parents. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 18 có nói rằng là nếu mà đứa con trai đó thấy những cái điều cha mình làm là sai và không làm những điều giống như vậy thì đứa con đó nó sẽ không có phạm tội và không có chết. Ê-xê-chiên là tiếng Anh là gì? Ezekiel. In Ezekiel 18, if a boy does not follow the step of their parents, the bad parents, he will not have sin, he will not cause sins with God. Và nguyên tắc thứ sáu đó là chúng ta hãy lắng nghe sự khuyên bảo khôn ngoan từ cha mẹ của mình. And number six is that we need to listen to the words of our parents. Hoặc là người mục sư của mình. Yeah. And listen to the advice of our parents and our pastor. Bởi vì Chúa ngài khiến cho gia đình và cha mẹ có một cái nhìn rất là sâu sắc để mà biết được cái người đó là người đúng hay là người sai. And because God give our parents and our pastor the great vision about what's good and what's bad for us. Trong ngôn đoạn 6 câu 20 nói rằng là hỡi con hãy giữ các lời răn bảo của cha và chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. Trong ngôn mà rồi con. Yeah. Đoạn 6 câu 24. Đoạn 6 câu 20. 20. My son, keep your father's commandment and forsake for not your mother teaching. Hãy lắng nghe những lời khuyên bảo khôn ngoan của những người lớn tuổi hơn chúng ta. Listen to the advice of the oldest. Older from us. Bởi vì chính họ là những người có kinh nghiệm để chỉ dẫn chúng ta biết được người nào là người chân thật và người nào là người giả dối. Because they know what person is bad and what person is good. Nếu mà cha mẹ của mình đã tin Chúa rồi thì đó là một điều tuyệt vời bởi vì họ là những người tin kính. And if our parents is believe in God already, it's a blessing from God because they are true believer. Những người tin kính sẽ đưa ra những lời khuyên tin kính và sáng suốt. The true believer will give us the great advice and nhưng mà nếu cha mẹ của bạn chưa tin Chúa, but if your parents is not a believer, thì đừng phải là đừng cái gì cũng nghe theo và chiều làm theo ý muốn của họ, bởi vì có thể lắm họ sẽ khuyên chúng ta sai theo đức tin. If your parent is not a believer, please don't listen to anything that they said because maybe some advice of them will not good. Yeah. Và bây giờ thì chúng ta đã hết thời gian rồi. Mới 6 nguyên tắc thôi mà đã hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để cầu nguyện cho những bạn trẻ nào chúng ta đang gặp những cái điều rắc rối ở trong việc chọn bạn đời của mình. And now we run out of time already. We just talk about six on eight
But now we run out of time, so now we will pray for the young elders that have a problem with their marriage and any other problem. Yeah. Chúng tôi sẽ chúc phước cho các bạn để các bạn có thể mặc lấy sự khôn ngoan và ân điển của Chúa để chọn lựa đúng người mà Chúa chọn cho mình. We will pray and blessing for you for you that God will choose for you the right person. Và tôi cũng sẽ nhờ những mục sư người Philippines cùng với tôi để chúc phước cho các bạn ở trong tình cảm của các bạn. And I need the Philippines pastor to come here to help me to pray for the young people. Yeah. Any pastor, any Filipino pastor here in the room? I want to pray for the youth together with you. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.